Niger cảnh báo nguy cơ bị can thiệp quân sự. Niger cảnh báo nguy cơ bị bên ngoài can thiệp quân sự trong bối cảnh lãnh đạo các nước Tây Phi đang họp bàn biện pháp gây áp lực với Niamey. Mục đích trong cuộc họp của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) là thông qua một kế hoạch gây hấn với Niger bằng cách phối hợp với những nước ngoài khối và một số nước phương Tây can thiệp quân sự vào Niamey. Đại tá Amadou Abrahamin, phát ngôn viên chính quyền quân sự Niger cho biết trên truyền hình cuối ngày 29 tháng 7. 15 quốc gia thành viên ECOWAS, trong đó 8 nước còn là thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi, UEMOA, hôm nay họp tại thủ đô Abuja của Nigeria. ECOWAS sẽ cân nhắc biện pháp trừng phạt như loại Niger khỏi cộng đồng và UEMOA, đóng cửa biên giới với Niger hoặc cấm Nemei tiếp cận thị trường tài chính khu vực. Các lãnh đạo Tây Phi cũng có thể lần đầu tiên cân nhắc phương án can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục quyền lực cho cựu Tổng thống Mohamed Bajram. Lực lượng cận vệ Tổng thống Niger ngày 26 tháng 7 đã bắt và quản thúc ông Bajram tại sinh thự. Quân đội Niger sau đó tuyên bố trung thành với đội cận vệ để tránh xung đột trong lực lượng vũ trang. Tướng Abdul Rahmani, Tachiani, chỉ huy lực lượng cận vệ được chọn làm tân lãnh đạo. Chúng tôi nhắc ECOWAS hay bất kỳ ai thích mạo hiểm một lần nữa về quyết tâm mạnh mẽ để bảo vệ quê hương của chúng tôi. Ông Abdul Rahmani nói trong thông báo tiếp theo phát đi đêm 29 tháng 7 chính quyền quân sự Niger còn kêu gọi người dân Niamey xuống đường biểu tình phản đối ECOWAS và thể hiện sự ủng hộ với chính quyền mới. Niger là quốc gia không giáp biển với diện tích gần 1,3 triệu km vuông, trong đó khoảng 80% nằm trong sa mạc Sahara. Niger có dân số khoảng 25,4 triệu người, hầu hết theo đạo hồi, sống tập trung ở miền Nam và miền Tây đất nước. Pháp, Mỹ và Liên minh châu Âu EU đều lên án cuộc đảo chính ở Niger, EU tuyên bố không công nhận phe đảo chính, đình chỉ hỗ trợ tài chính và hợp tác an ninh với Niger. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với ông Benjamin, cam kết sẽ đảm bảo khôi phục trật tự hiến pháp nước này. Trong cuộc họp khẩn ngày 28 tháng 7, Liên minh châu Phi đã ra tuyên bố yêu cầu quân đội Niger trở lại doanh trại và khôi phục trật tự hiến pháp trong 15 ngày. Liên minh không nêu rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau thời hạn này. Niger còn là đối tác chính của Pháp và Mỹ trong đối phó với phiến quân Hồi giáo cực đoan ở vùng Sahel ở Tây và Trung Phi, ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp từ khu vực châu Phi cận Sahara. EU có một lượng nhỏ quân đội làm nhiệm vụ huấn luyện quân sự ở Niger. Theo Ngân hàng Thế giới, Niger là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nhận gần 2 tỷ đô la hỗ trợ phát triển chính thức mỗi năm.